con. Mình quay cận cảnh bà con nhìn thấy hai con chuối trên bánh tổ chưa? Đây một con chuối mình cắt cánh này. Đấy, nhá. Chuối cắt cánh còn một con nữa. Đây một con nữa đây. Bà con nhìn thấy chưa? Đấy. Nhìn thấy hai con chuối chưa? Đây mình chỉ bà con cho rõ nhé. Đây một con chuối già mình cắt cánh nhá. Con chuối già mình cắt cánh này. Bà con nhìn thấy chưa? Đấy, nó bò đây rồi. Còn con này là con đây hai con chuối nhá. Đấy, con đấy là con chuối tơ bò nhá. Còn con cắt cánh đây. Đấy, bà con nhìn thấy con cắt cánh chưa? Đấy con cắt cánh đấy. Đây 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 này, con cắt cánh này. Đấy, con cánh, hai con cùng trên bánh tổ có thể cắn nhau đâu. Nha. Đấy, con chuối này mình rất khỏe, vẫn rất khỏe nhé. Đấy. Bà con nhìn con chúa tơ một lần nữa nhé. Đây. Chúa trẻ đây, hai đàn ông hai chúa của mình đây. Đây nó đây. Cái đây đây. Cái này con còn cánh nhá. Con còn cánh nữa này. Đây, con còn cánh nhá. Hai con trên bánh tổ đấy bà con nhá. Bà con nhìn tinh như nào. Đây, hai con cùng đẻ trên bánh tổ nhá. Con già lại rút đâu rồi? Để giới thiệu bà con là mình vừa quay cận cảnh hai con chúa đang đẻ trên bánh tổ nhá mọi người. Đây, cái trên là mình giờ hôm nay mình ra trại ong mình quay cho bà con xem hai con cùng trên bánh tổ nhá. Trại ong của mình nhiều lắm. Như vậy là mình đã kiểm tra xong hai con chúa trên một cầu ong nhé. Bây giờ mình giả về cho cái đàn của nó này. Cái mũi mình vừa nâng cầu nhưng vừa quay cho nên nó khó, bà con thông cảm nhé. Đấy, cái đàn là đàn mình chia ba cầu, mình chia ba cầu nhưng mình không nhốt chúa thì mình lại cho vũ chúa vào lồng để mình cắm chúa lừa. Đấy, thế là xong, nó nở xong rồi đàn là hai chúa nhá. Đàn 5 cầu mình chia cái đàn là 2 cầu. Đàn 2 cầu mình cũng làm tương tự như cái đàn này. Cũng làm tương tự như này là đàn là 2 chúa. Thế giới thiệu bà con rồi. Đây ta giới thiệu con chúa nó vào cái lồng này. Đưa cái mũ chúa vào cái lồng này để ta giới thiệu chúa lửa nhá. Thì mấy hồi hôm sau nó nở. Nó nở nó chỉ cái cửa nó bà con nó để bé này thôi. Đừng để cho con chúa cũ nó rút lên nhá, phá nhá. Nhưng đây ta lửa nó rồi. Ta lửa rồi con chúa tơ nó nở ra nó biết đâu. Đấy, nhưng mà mũ chúa chưa tôi dựng nó phải dài thế này nhá. Khi ta kiểm tra này. Ta kiểm tra là ta thấy cái mũ nó nở ra nó tròn tròn thế này đúng nó nở rồi. Là con chúa mới ở trong này. Đấy, là ta lừa được con chúa kia là ta nuôi được hai chúa nhá. Rất là đơn giản thôi bà con. Hôm nay thì cận cảnh ra trại ong thì cận cảnh cho bà con xem. Là tương đối đàn ong hai chúa với hình thức lừa như thế này. Bà con phải lừa đúng như này nhá. À, cái mũ chúa nó cái lồng chúa nó phải dài như này mà cái cửa dưới này mở bé thôi. Đấy, ta bữa ra ta xem thì nó nở như thế này là đúng nó này. Đấy chứ còn nó ngang phá ngang là không phải đâu, nó phá ngang là cái chúa kia 10% xác suất là nó tìm thấy nó phá nhá. Đấy rất là đơn giản. Vâng, bà con thấy tôi nuôi hai chúa với hình thức chúa lửa này mà thấy hay, bà con chia sẻ đăng ký kênh nhé. Vâng, chào bà con.